mừng các bạn đến với kỹ năng viết sách, kỹ năng viết hồi ký lịch sử. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ bằng chủ đề lời tri ân đến những bạn bè Mạnh Thường Quân, Quý Chư Tôn Đức đã hỗ trợ, tài trợ, đồng hành để tôi đưa sách rất nhiều, tài liệu rất nhiều đến với độc giả. Thì như các bạn biết là gần 10, trong quá trình làm việc thì 30 năm, cũng như đặc biệt là tập trung khoảng gần 10 năm qua, thì nhóm chúng tôi đã viết rất nhiều sách các bạn. Tôi và một vài người bạn, nhưng tôi chủ biên là chủ yếu. Thì đặc biệt hôm nay thì tôi hoàn thành cái tập lịch sử chùa Hội Linh Cổ Tự ở phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì đó là một trong những cái chùa mà tôi viết. Thì ngoài ra tôi còn viết một cái số chùa như là chùa Hưng Lạc Tự, hay gọi là Hội Quán Hưng Lạc Tự, Tịnh Độ Cư Sĩ, Phật Hội Việt Nam, Chi Hội Phương Bình ở ấp Phương Lạc, xã Phương Bình, huyện Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chùa thứ hai là chùa Thiên Phước Cổ Tự, hay gọi là chùa Dòng Đá, ở ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Chùa thứ ba hôm tôi mới nói hồi nãy đó là chùa Hội Linh Cổ Tự ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Cần Thơ. Chùa thứ tư là chùa Hảo Tâm Tự ở đường Nam Sông Hậu, ấp An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Vậy có đình đó bạn, đình thì có đình Lăng Ông Năm Hải ở Kinh Ba, ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Rồi viết về bốn ngành nghề truyền thống ngã bảy bị sắp mai một đó: nghề đóng xuồng ghe, nghề mía đường, nghề đan cần xé, nghề bốc nấu. Rồi viết về cuộc đời ông Giáo Thọ, tức Trần Thiện Minh, ở thành phố Ngã Bảy, Hậu Giang. Rồi suốt cuộc đời ông làm từ thiện. Rồi tôi viết một số đơn vị tổ chức các bạn, ví dụ như là nông trường 30 tháng 4, lâm trường Vĩnh Châu, lâm trường Mỹ Tú, một thời để nhớ. Rồi những chiến sĩ bảo vệ rừng của tỉnh Sóc Trăng. Các bạn nhớ là những chiến sĩ bảo vệ rừng của tỉnh Sóc Trăng. Như là những chiến sĩ bảo vệ rừng tỉnh Sóc Trăng, những chiến sĩ bảo vệ rừng tỉnh Sóc Trăng. Những chiến sĩ bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng. Rồi cái đơn vị kế đó là cơ sở dạy nghề từ thiện Hoa Đăng Mốc. Tôi ghi thiếu các bạn, thiếu là những chiến sĩ bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng. Những chiến sĩ bảo vệ rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng. Cơ sở dạy nghề từ thiện Hoa Đăng Mốc Cần Thơ, câu lạc bộ tình nguyện Nụ Cười Cần Thơ, và rất nhiều sách xuất bản như là Bạn Là Sinh Viên Đừng Sợ Không Có Việc Làm, Muốn Thay Đổi Số Phận Bạn Làm Được, 6 Con Đường Khởi Nghiệp Dễ Thành Công, Phải Yêu Bán Hàng Thì Bạn Mới Có Tiền, Về Trung Tướng Huỳnh Tiền Phong Thời Chiến Trận, Địa Chí Tỉnh Sóc Trăng. Rồi hồi ký thầy Võ Tòng Xuân, hồi ký cá nhân, hồi ký cá nhân, hồi ký cá nhân, như là thầy Võ Tòng Xuân nè, như thầy anh hùng lao động nhà giáo nhân dân giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, ông thần nông Võ Văn Trung, giám đốc công ty Ngọc Ánh Nguyễn Văn Dày, rồi nguyên giám đốc lâm trường Phương Ninh Nguyễn Văn Huynh, và rất nhiều hội ký gia phả các bạn. Thì là cũng mấy chục đầu sách. Ngoài ra còn tôi còn soạn những cái tài liệu, ngoài ra còn tôi còn soạn những tài liệu bài giảng. Thì nhìn chung là đầu sách, đầu bài giảng thì đâu đó con số cũng vài chục cái đầu sách. Thì chân thành biết ơn các bạn Quý Chư Tôn Đức, Quý Mạnh Thường Quân,
đã tài trợ, đã ủng hộ, đã đồng hành để mà sách tài liệu thì đâu đó cũng 6-7 ngàn quyển thì các bạn đến với thị trường, đến với độc giả trong nước, nước ngoài. Một lần nữa chân thành biết ơn tôi, Ngô Minh Tuệ, tiến sĩ Lê Văn Tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Thì chân thành biết ơn. Chân thành biết ơn các bạn đã đồng hành. Đã đồng hành chân thành quý vị đã đồng hành với tôi, đã đưa cái khoảng 7.000 gần 7.000 gì đó quyển sách tài liệu bài giảng đến với độc giả, đến với thị trường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.